Dùng kết hợp cây cà rai leo và cây sả đen sắc chung với nhau thì sẽ có những tác dụng như thế nào? Ở video này thì tôi sẽ khái quát những lợi ích cho sức khỏe khi sử dụng kết hợp cây cà rai leo và cây sả đen tới các bạn. Cây cà rai leo và cây sả đen là hai vị thuốc có cùng chung một công dụng, đó chính là mát gan, giải độc, hạ men gan và phục hồi chức năng gan. Theo kinh nghiệm dân gian thì khi kết hợp sử dụng chung cây cà rai leo và cây sả đen thì sẽ đem lại nhiều lợi ích cho những bệnh nhân mắc các bệnh về gan, như là những người bị nóng gan, thường xuyên bị nổi mụn nhọt, mẩn ngứa, dị ứng mề đay, bệnh nhân bị viêm gan B, người thường xuyên phải sử dụng bia rượu, người bị xơ gan, ung thư gan. Cách kết hợp liều lượng cây cà rai leo và cây sả đen như sau: cây cà rai leo 30g, cây sả đen 30g. Hai vị thuốc trên đem rửa sạch rồi đun với 1,5 lít nước, đun cạn còn khoảng 1 lít nước và uống thay nước trong ngày. Cách sử dụng kết hợp này thì đặc biệt tốt cho bệnh nhân bị nóng gan, nổi mụn nhọt, mẩn ngứa. Nếu các bạn sử dụng cây cà rai leo kết hợp với cây sả đen đều đặn trong một thời gian khoảng 1 tuần thì sẽ có dấu hiệu là mụn nhọt, mẩn ngứa sẽ thuyên giảm rất là đáng kể. Đây là một trong những phương pháp hỗ trợ điều trị và phòng ngừa bệnh ung bệnh viêm gan B rất là hiệu quả. Phương pháp này đã giúp cho rất là nhiều bệnh nhân bị viêm gan B chuyển về âm tính chỉ sau từ 6 đến 8 tháng sử dụng cách đơn giản này. Để liên hệ mua cây cà rai leo và cây sả đen thì bạn có thể gọi đến hotline của Thảo Dược Đức Thịnh để được nhân viên tư vấn cụ thể hơn ạ.